Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng số 1493 trên UBND HC về việc triển khai thực hiện quyết định số 2093 ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Căn cứ quyết định số 2093 ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Căn cứ quyết định số 89 ngày 15 tháng 8 năm 2021 của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng về việc phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng có ý kiến như sau. một Đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đảng, chính quyền, đoàn thể. Chủ tịch Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam Thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường tập trung thực hiện một số công việc như sau: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc và khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại quyết định số 2093 ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ đối với khu vực thành phố Sóc Trăng được đánh giá mức nguy cơ cao vùng màu cam. Kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, hội họp trực tuyến, các cuộc họp dưới 10 người bố trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối thiểu 1,5 m và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sóc Trăng. Tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tập trung khai báo y tế, không tập trung quá 4 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, bệnh viện. Yêu cầu người dân hạn chế ra đường, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi làm, đi phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, đi khám chữa bệnh, đi chợ siêu thị, đi mua hàng thiết yếu, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc giao dịch. Các cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp chỉ đạo tạm dừng các hoạt động như nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao và các sự kiện lớn chưa cần thiết, hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí như rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, chợ đêm, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ internet, karaoke, kể cả karaoke di động, các tụ điểm hát với nhau, cơ sở massage, câu lạc bộ khiêu vũ. Các nhà máy, xí nghiệp, công ty được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ tại chỗ, chỉ được kinh doanh theo hình thức bán mang về, bán online, bán thông qua shipper giao hàng, người vận chuyển hàng hóa đến nơi giao hàng, giữ khoảng cách giữa người giao và người nhận đảm bảo trên 2m. Yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ các quy định về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm của ngành chức năng. Đối với các hộ gia đình kinh doanh mua bán nhỏ lẻ phải đăng ký với Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú để được cấp thẻ giao hàng cho người giao hàng nếu có đối với các cơ sở sản xuất công trường công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu như lương thực thực phẩm dược phẩm xăng dầu điện nước nhiên liệu dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu khám bệnh chữa bệnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trường hợp không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định thì phải tạm dừng hoạt động tạm dừng lễ cưới Hoạt động tang lễ được tổ chức không quá 2 ngày trong phạm vi gia đình, giảm bớt các nghi thức và phải thông báo đến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp phường nơi tổ chức để có biện pháp phòng chống dịch. 2. Công an, ban chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp phòng y tế, trung tâm y tế, ủy ban nhân dân 10 phường và các ngành liên quan tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra vào địa bàn thành phố Sóc Trăng để kiểm tra, nắm tình hình người dân và phương tiện tham gia giao thông. Yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc chung một cung đường hai điểm đến đảm bảo các điều kiện sau. Đối với công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh và công nhân lao động không thuộc địa phận thành phố Sóc Trăng khi qua các chốt kiểm soát dịch của thành phố Sóc Trăng, yêu cầu phải đảm bảo xe đưa rước công nhân tập trung và xuất trình được kết quả xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 âm tính có giá trị trong 72 giờ kể cả lịch trình di chuyển và khung giờ làm việc. Đối với các trường hợp khác muốn di chuyển vào địa phận thành phố Sóc Trăng như đi khám chữa bệnh, đi sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, vận chuyển mua bán lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, vân vân, yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 âm tính có giá trị trong 72 giờ, sử dụng phương tiện vận chuyển theo quy định và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Khu vực vùng đỏ tuyệt đối không được di chuyển vào địa phận thành phố Sóc Trăng. Khu vực vùng cam muốn vào địa phận thành phố Sóc Trăng phải có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý đang thường trú tạm trú cư trú ngoài thành phố Sóc Trăng đi làm theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến, chỉ đi từ nhà đến cơ quan và ngược lại, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 âm tính, chỉ xuất trình một lần đầu khi qua chốt kiểm dịch để vào thành phố Sóc Trăng. Nghiêm túc thực hiện đeo thẻ công chức, thẻ thi hành công vụ hoặc thẻ ngành khi đến cơ quan làm việc. Trường hợp cán bộ công chức viên chức không có thẻ công chức, thẻ thi hành công vụ hoặc thẻ ngành thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị và bản cam kết lịch trình di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi làm việc và ngược lại không dừng đổ xe dọc đường và không đi đến các khu vực có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 hoặc khu cách ly phong tỏa. Đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân thường trú tạm trú cư trú tại thành phố Sóc Trăng được lưu thông bằng phương tiện xe hai bánh khi ra đường mua hàng thiết yếu hoặc các trường hợp cần thiết khác như đi khám chữa bệnh, đi sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, vận chuyển mua bán lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm vân vân, nhưng phải nghiêm ngặt thực hiện thông điệp 5K và phải có giấy tờ tùy thân để chứng minh đối chiếu. Đối với những người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng là đối tượng lao động tự do, phụ hồ bóp xếp vân vân, phải có giấy xác nhận của chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp và giấy lưu thông một cung đường hai điểm đến của ủy ban nhân dân cấp phường Trường hợp người dân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Sóc Trăng cần di chuyển đến khu vực vùng vàng, vùng xanh, khu công nghiệp an nghiệp phải có lịch trình di chuyển cụ thể và khung giờ ra vào trạm kiểm soát. 3. Ba, Ban quản lý chợ trung tâm thành phố và các phường có chợ tăng cường quản lý người dân vào chợ phải khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tuyên truyền vận động khi đi chợ mang kính chắn giọt bắn. Hộ kinh doanh mua bán tại chợ không giao hàng trực tiếp cho người mua mà thông qua rổ hoặc khay để giao nhận hàng và trả thói tiền. Bố trí vết ngăn từng sạp bằng ni lông để hạn chế giọt bắn và không khí, không cho xe lưu thông vào chợ vào buổi sáng đến 12 giờ trưa trong ngày, thực hiện nghiêm theo thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người bán với người mua. Đối với thẻ vào chợ hoặc siêu thị khi được cấp cho mỗi hộ dân theo ngày chẳng lẽ, đề nghị sử dụng đúng mục đích, không được cho mượn thẻ. Nếu cá nhân nào cho người khác mượn thẻ để sử dụng không đúng mục đích, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 4. Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thể thao phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Ban quản lý chợ trung tâm và các phường có chợ tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền cho người dân, nâng cao ý thức cảnh giác và thực hiện yêu cầu thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 5. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mật trận Tổng quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thủ trưởng các đơn vị thuộc thành phố Sóc Trăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 10 phường tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp 5K, thực hiện nghiêm theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến chấp hành tốt việc cách ly giám sát y tế đối với các trường hợp nghi nhiễm bệnh 6. giao chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phường có trách nhiệm cấp thẻ lưu thông cho người dân theo nguyên tắc một cung đường hai điểm đến và thẻ giao hàng đối với hộ gia đình kinh doanh mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn phường quản lý yêu cầu thủ trưởng các phòng ban ngành đảng chính quyền đoàn thể Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường khẩn trương triển khai thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo nội dung công văn này. Trường hợp phát sinh vấn đề, tình huống chưa được quy định hướng dẫn thì các cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết và đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố sóc trăng nguyễn văn quận